Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Đỗ Tuấn Anh sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em thân mến. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 4, trong tuần thứ tư của mùa Phục Sinh. Giờ đây con kính mời quý ông bà, anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, có lẽ bài đọc Tin Mừng hôm nay rất quen thuộc với chúng ta, bởi hầu như các đám tang, bài Tin Mừng hôm nay được nhắc tới như là một lời hứa và như là một niềm hy vọng cho mỗi chúng ta là những Kitô hữu theo Chúa, nhất là khi cuộc đời kết thúc ở trần gian này. Và đây là điểm hy vọng lớn lao cho mỗi Kitô hữu. Đọc lại tất cả những trang sách trong Kinh Thánh, ngay từ những trang đầu tiên cho đến những trang cuối của cuốn Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, yêu thương đối với nhân loại. Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Ngài thể hiện một tình yêu đối với nhân loại ngay từ khởi đầu. Và suốt một hành trình lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn thể hiện bàn tay yêu thương qua biết bao thăng trầm của nhân loại, đặc biệt đối với dân Chúa chọn là dân Do Thái. Và sau khi Đức Kitô đến, Ngài rao giảng khuôn mặt tình yêu thương của Thiên Chúa một cách cụ thể qua con người, qua việc làm, qua lời rao giảng và chính cái chết sau cùng của Ngài, sự phục sinh của Ngài mà chúng ta đang mừng trong mùa phục sinh này, lại là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi chúng ta. Thì Tin Mừng hôm nay Chúa nhấn mạnh một điều rất quan trọng nữa, đó là Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu anh em tin và đi theo con đường của Thầy thì anh em sẽ đến được nơi mà Thầy cũng như cha Thầy luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng với tất cả yêu thương và luôn luôn rộng tay đón tất cả những người con là hình ảnh của Chúa mà họ muốn đến và ở với Chúa. Điều quan trọng và có lẽ một câu hỏi chúng ta tự đặt cho chính mình
đó là chúng ta có thực sự muốn ở với Chúa hay không. Thiên Chúa dựng nên con người tất cả theo ý của Ngài. Chỉ có một điều, một yếu tố duy nhất mà Ngài không theo ý của Ngài, đó là Chúa dựng nên con người có tự do chọn lựa. Ngài để con người có tự do chọn lựa để họ chọn con đường và hạnh phúc tương lai của chính họ. Chính vì vậy, Chúa chuẩn bị dọn sẵn cho chúng ta con đường về nước của Ngài. Chúa chuẩn bị nước trời cho chúng ta, nhưng điều quan trọng chúng ta có muốn ở với Ngài hay không? Đó là câu trả lời tự mỗi con người chúng ta nói với Chúa, trước mặt Chúa. Chúa không ép chúng ta đi theo Ngài. Chúa chỉ nêu gương và luôn luôn chờ đợi, giang cánh tay, mở rộng cánh cửa để đón mỗi con người chúng ta. Một khó khăn của mỗi con người chúng ta hôm nay, đó là cuộc sống thế gian làm cho chúng ta cảm thấy sự sống ở trần gian có vẻ dễ dãi, thoải mái, và mình muốn đi theo một cái con đường rộng rãi, thanh thang, êm ái đó, mà có thể chỉ là một sự êm ái, dễ dãi, hào nhoáng thôi. Và nó có bền vững hay không? Đó là câu hỏi chúng ta cũng lại phải trả lời. Vậy thì đâu là con đường, đâu là chỗ ở vĩnh viễn mà chúng ta cần tìm đến? Xin Đức Kitô phục sinh luôn là niềm hy vọng và niềm cậy trông, giúp chúng ta tin tưởng tìm đến con đường của Đức Kitô, và nhất là hướng lòng chúng ta về nơi mà Chúa Kitô đã dọn sẵn cho tất cả mọi người chúng ta, để cuộc sống chúng ta cảm thấy đây là cuộc sống dù có những thăng trầm khổ ải, nhưng cuộc sống đó mang đầy sự hy vọng và nhất là tràn ngập ánh sáng của sự phục sinh mà mỗi chúng ta đi theo Đức Kitô luôn tìm kiếm và hy vọng ngóng chờ. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.